Nàng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Chào mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại con đường đi xuống thôn Tà Làng để xuống hẻm Tu Sả, một trong những hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á. Thì hôm nay mình sẽ đưa bác Doanh và các anh Vũ Hồng Việt đi xuống dưới hẻm Tu Sả chơi. Đây. Hôm nay có bạn là Long, giám đốc công ty Việt Phát là cũng xuống dưới này để trải nghiệm hẻm Tu Sả luôn. Đấy. Đấy. Đây anh Vũ Hồng Việt. Nó hôm nay để trải nghiệm xuống hẻm Tu Sả dưới hằng này. Bây giờ thì dòng sông Nho Quế là cũng không phải màu xanh ngọc bích nữa rồi. Trời mưa xuống thì không được màu sông không được đẹp lắm. Đó, để sẽ zoom cho mọi người xem nhé. Đó. Khi mà đi qua cái khe này thì sẽ đến hẻm Tu Sả. Đó. Anh Việt cảm nhận nào khi đến chỗ cung đường này anh? Hẻm Tu Sả. Đẹp anh nhỉ? Thiên nhiên ban tặng, rất là đẹp, non nước hữu tình. Núi non hùng vĩ. Dạ vâng. Đây là thiên nhiên ban tặng. Dạ vâng. Bốn quanh là núi, ở giữa là có một cái hẻm nước. Mà hẻm này lại mệnh danh hẻm sâu nhất Đông Nam Á. Vâng. Hẻm sâu nhất Đông Nam Á, đứng ở trên độ cao này nhìn xuống hơn cây số. Dạ vâng. Hai cây số. Đây có em Mí Hờ đấy, hôm nay cũng sẽ xuống tham quan lại cái hẻm Tu Sả một lần nữa. Mí Hờ hôm nay lại làm vài bài sáo nữa nhỉ, Mí Hờ nhỉ? Dạ vâng. Mí Hờ tụi sáo hay lắm. Cảm ơn kênh Rui Tu là Lắng Cao Nguyên. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác Doanh ạ. Ở dưới này là thôn Tà Làng các bạn ạ. Đó. Mình sẽ zoom lại cho mọi người xem. Cái này zoom được mà. Dạ vâng. Đây em zoom cận cảnh luôn xuống làng tít dưới anh ạ. Anh có cái ảnh này không? Máy anh có chụp được đâu. Dưới này là thôn Tà Làng. Ngay ở chỗ đằng dưới này chính là bến thuyền đấy các bạn ạ. Đấy. Máy này ngon rồi, quay phim. Ảnh toàn cảnh. Đẹp. Vô cùng cảnh. Có phê. Phê lắm. Ở ngay phía đất bên kia, qua quả núi này là đất Trung Quốc. Dân tổ lái, vâng. Mọi người thấy xem cảnh quay là quá đẹp. Con đường nó uốn lượn lượn như kiểu giải lụa nằm giải quanh núi. Để kiểu này chắc là hay bị mọc rêu trơn. Đây là thợ này, thợ làng đấy anh ạ. Bị trượt chân, em bị trượt chân. Những cái đoạn cua kiểu này ô tô hơi bị khó anh ạ. Đấy.
Hiện tại mình đã đến chỗ thôn Tà Làng rồi các bạn ạ. Đây, bây giờ anh em mình sẽ đi sang bên bến thuyền. Đây, cái chỗ đường này nếu mà được đổ bê tông nữa đi nó sẽ sạch sẽ hơn. Vì đây là chỗ du lịch mà các bạn. Bác cẩn thận đi chỗ này nhẫm trơn bác ạ. Vâng. Vâng, vì cái giày thể thao kiểu đấy đi hay bị trơn đấy bác. Vâng. Đi đế cao su. Vâng. Dạ vâng. Đây nuôi ao cá. Vâng. Có hết bác ạ. Vâng. Cái này mình đi cái cầu thì đi bao nhiêu cái số? Vâng. Mấy cái số? Dạ. Đi từ đây sang bên hẻm Tu Sản đó bác. Là đi có hơn một cây thôi ạ. Gần thôi mà bác. Chứ đi trải nghiệm xong ra cái chỗ khu cắm trại kia. Nướng gà, nướng vịt. Ở dưới đấy có dòng suối đẹp lắm. Đấy. Ui. Đây. Hôm nay nước sông nó mưa nên không được đẹp lắm. Đây dưới bến thuyền đấy ạ. Bến thuyền chính là không phải ở đây, bến thuyền chính là ở tít đằng bên chỗ thủy điện ạ. Vâng. Dạ, bên đấy đi bộ anh ạ, đi bộ xuống lúc leo lên mệt lắm. Đây, bến thuyền đây. Đi thuyền dưới kia mà. Đây. Đi anh ạ. Đi nữa là xuống thuyền. Vậy đi mình đi xuống dưới này. Vâng. Cẩn thận anh ơi. Kia thuyền của anh em mình kia đang chuẩn bị rẽ sang bên này để đón mấy bác cháu. Đấy. Anh cẩn thận anh nhé, đi trơn ngã ấy. Đây cái chỗ đường này nó kiểu mọc rêu các bạn, rất là trơn. Ơi chào anh em nhá. Ơ Long đâu nhỉ? À đây. Tưởng mất tích đâu. chỗ này trơn này. Đấy, vào đi hả? Long, đi. Hôm nay lại được xuống một lần trải nghiệm hẻm Tu Sản nữa. Đây, bến kia. Ngày hôm nay được mấy lượt khách rồi anh? Hôm nay lượt khách đầu tiên. Anh đi vào đi anh. Vâng, vâng, bác. Hết rồi phải không? Dạ. Hết chưa? Hết rồi, nhà mình hết rồi. Chào đại các bác đi tổng lang. Vâng. Vâng, đi ngắm cảnh. Thông hành cùng kênh Nắng Cao Nguyên. Dạ vâng, bác Doanh là một người rất là tính hài hước. Kênh Nắng Cao Nguyên. Dạ. Vâng. Công nhà nghề làng cái kim động. Quá đẹp. Quá đẹp đấy. Đó, phía kia là có cái dòng suối nhưng mà bây giờ không nhìn thấy rõ. Vâng. Đây.
quá phê luôn. Mỗi lần đến đây lại có một cái tâm trạng rất là xao xuyến, bồi hồi các bạn ạ. Đó. Các bạn ạ, ở từ chỗ này có thể nhìn thấy cái chỗ tòa nhà bê tông 7 tầng panorama. Đó, mình sẽ zoom vào cho mọi người xem. Đó, nhìn ở đây chúng ta nhìn thấy rất là rõ luôn.